Xin chào các khán giả của Học và Tư Bi. Duy Dương rất vui khi hôm nay đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị thân mến, trứng thật sự là một trong những nguyên liệu cơ bản và phổ biến trong cuộc sống của chúng ta và mọi sinh vật ở trên hành tinh, bắt đầu như là một bó tế bào sao chép bên trong những cấu trúc kỳ diệu này. Trong khi chúng ta như con người ở trong trứng trước khi được sinh ra và hầu hết sự phát triển của loài chim này xảy ra ở bên ngoài, tách hẳn ra khỏi chim mẹ. Vì vậy, chúng được đặt trong vỏ canxi để bảo vệ chúng khỏi các mối đe dọa khác. Chúng có thể là tất cả những hình dạng, kích cỡ hay là màu sắc mà bạn có thể tưởng tượng ra. Vì vậy, nếu như bạn đang tìm kiếm món trứng cho bữa sáng của mình, thì đây sẽ là 10 quả trứng gia cầm độc đáo nhất ở trên thế giới. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Gà Ajam Senami. Loài gà với toàn bộ cơ thể, từ ngoài và bên trong, chỉ có một màu đen duy nhất. Lông, da, mỏ, lưỡi, mào, chân, móng, thịt, nội tạng, xương, kể cả là tủy xương. Chúng có tên là Ajam Senami, có nguồn gốc từ Indonesia, là một trong những giống gà đen và quý hiếm ở trên thế giới. Từ Ajam trong tiếng Indonesia có nghĩa là con gà, còn từ Senami có nghĩa là đen tuyền trong tiếng Java. Còn ở Việt Nam, người ta gọi chúng là gà mặt quỷ, gà Senami, đặc biệt bởi bộ lông có màu đen tuyền và trứng có màu đen. Đặc biệt, trứng của chúng lớn hơn nhiều so với trứng gà thường và không đẻ nhiều trứng, thường thì không có một quả trứng một lần. Theo các nhà khoa học, sở dĩ gà Senami có màu đen là do chúng mang một loại gen đột biến có tên là fixed-bromeranisis. Nó có chức năng thúc đẩy sự phát triển của các tế bào mang sắc tố đen. Các nghiên cứu cho thấy thịt gà Senami rất giàu chất sắt, cực kỳ tốt cho phụ nữ trước và sau khi sinh. Không những thế, đây còn là giống gà rất đắt. Tại Indonesia, mỗi con gà có giá khoảng trên dưới 2.000 USD. Còn đối với trứng, gấp từ 40 tới 50 lần so với trứng gà thường. Bạn vẫn có thể thử nếu như muốn, nhưng mua được loại trứng này không phải là dễ dàng. Chín, vịt. Trứng vịt thường lớn hơn 50% so với trứng gà và có thể có một loạt các màu sắc khác nhau tùy thuộc vào giống, ví dụ như là vịt Sazuga đẻ trứng có màu tro hoặc là màu đen, trong khi những loại vịt khác đẻ trứng có màu vàng trắng hay là màu nâu, thậm chí đôi khi có màu xanh nhạt. Vỏ trứng vịt cũng dày hơn nhiều so với trứng gà, điều này có nghĩa là chúng có thời gian sử dụng lâu hơn. Lòng trứng đó chứa một phần lớn toàn bộ quả trứng và có hương vị hấp dẫn hơn so với trứng gà. Chúng cũng chứa hàm lượng protein, axit béo omega 3 cao, là một trong những sự lựa chọn ưa thích của những người theo chế độ ăn nhạt, những người cần thực phẩm có chất béo cao. Điều hữu ích về trứng vịt là chúng có thể sẽ được sử dụng trong bất kỳ công thức nấu ăn nào thay cho trứng gà. 8. Emu. Quả trứng khổng lồ cùng với lớp vỏ màu xanh đậm kỳ lạ của nó khiến ai cũng tò mò, muốn biết đây là trứng của loài động vật nào đúng không nào? Quả trứng này chính là trứng của đàn điểu Úc hay còn gọi là chim emu, có tên gọi khác chính là Katsuorhynchida. Đây là loài chim thứ hai trên thế giới sau đà điểu. Chúng cao đến 2 mét và có thể nặng tới 1 tạ. Thường sống ở những cánh rừng nhiệt đới. Chim emu thường đẻ trứng vào trong bụi rậm, cây cỏ um tùm vì màu xanh lá cây đậm của vỏ trứng sẽ giúp ngụy trang tốt hơn. Mỗi một loài chim này có thể đẻ khoảng từ 10 cho tới 20 quả trứng. Cấu trúc của loài trứng này rất đặc biệt. Nó có thể có lớp vỏ rất cứng, phải dùng dao hoặc là búa đập mạnh nhiều lần thì mới có thể nứt vỡ được. Kích thước quả trứng emu cũng lớn gấp 8 đến 10 lần so với trứng gà thông thường, có tỷ lệ 45% lòng đỏ, 55% lòng trắng. Và theo các nhà sản xuất thì chỉ một quả trứng là đủ có thể làm bánh ngọt hoặc là để cung cấp trứng cuộn cho 3 hoặc 4 người ăn. Lòng đỏ cực kỳ ngon nên nó trở nên phổ biến trên thực đơn của các nhà hàng trong nước như là một sản phẩm mới lạ, giá bán cũng gấp 30 lần so với một quả trứng gà. Điều khó khăn nhất là nghệ thuật đập vỡ chiếc vỏ, sao cho nó không bị lẫn vào trong trứng. Kinh nghiệm này chắc phải nhờ cậy đến những người chuyên tách vỏ trứng đà điểu thôi. 7. Ngỗng. Trứng ngỗng hiếm hơn nhiều so với những loài trứng của các loài gia cầm khác vì chúng chỉ đẻ một quả trứng mỗi ngày trong mùa xuân, nhiều hơn cho những mùa còn lại.
kích thước trứng gấp đôi quả trứng gà. Chúng có thể được sử dụng để thay thế trứng gà trong bất kỳ công thức nấu ăn nào. Các đầu bếp hàng đầu sẽ luôn sử dụng trứng ngỗng nếu có cơ hội, và đặc biệt, kích thước của quả trứng này có thể sẽ làm một súp hoặc là trứng ốp la vì chúng vô cùng mịn. Kích thước vừa phải và phổ biến của chúng vào trong mùa phục sinh khiến cho chúng trở nên lý tưởng cho các buổi biểu diễn nghệ thuật. Và đối với trẻ em, chúng còn được dùng như là một thứ để trang trí trong dịp đặc biệt này. Cùng với quả trứng gà, trứng ngỗng gắn liền với một tên gọi trứng phục sinh. Vậy nên, nó rất được ưa chuộng, đặc biệt ở các quốc gia châu Âu. Số 6. Gà Guinea. Guinea là một trong những con gà ở châu Phi thường được nuôi thành đàn nhỏ. Chúng đặc biệt hữu ích trong các trang trại, là một trong những phương tiện kiểm soát dịch bệnh và để báo động nếu có gì đó không ổn ở trong trang trại. Ví dụ như khi có trộm chẳng hạn, đặc biệt phải không nào? Thế nhưng khả năng cho thịt và cho trứng cũng khá là cao. Những quả trứng nhỏ hơn một chút so với trứng gà thường có màu nâu hoặc là nâu nhạt với những đốm sẫm ở trên vỏ. Không giống với loài gà thường thì chúng chỉ đẻ trứng vào những thời điểm nhất định trong năm. Điều đó có nghĩa là đôi lúc nguồn cung cấp không đủ tại những khoảng thời điểm nhất định. Lòng đỏ thường được nhiều hơn so với lòng trắng, có thiên hướng ngả về cam. Chúng có hàm lượng protein cao và chứa nhiều chất dinh dưỡng hầu hết các loại trứng khác nhau. Loài gà này cũng khá là dễ nuôi, nếu muốn bạn có thể có một vài con ở sân sau nhà cũng được. Số 5. Hải Âu. Hải Âu thường được xem là loài gây hại ở trên bờ biển trên khắp thế giới, nơi chúng luôn hy vọng có khách du lịch đến và cho chúng ăn. Còn nếu không cho thì chúng sẽ cướp vậy. Thế nhưng, trứng của chúng chắc chắn sẽ là một trong những đặc sản đặc biệt phổ biến ở Anh. Trứng hải âu đã được sử dụng trong ẩm thực hàng trăm năm, nhưng vì chúng là loài chim hoang dã, không thể được nuôi theo cách giống như là gà hay là ngỗng. Vậy nên, có rất nhiều những quy định nghiêm ngặt về cuộc thu hoạch. Chỉ những người thu gom được cấp giấy phép, được phép lấy trứng từ tổ hay là thậm chí sau đó, họ được phép thu nhập trứng của một số những loài hải âu nhất định mà thôi. Bạn không thể mua chúng ở các cửa hàng, bởi trứng được thu thập chỉ được phép bán cho các nhà hàng để đăng ký hoặc là quy định. Mỗi quả trứng có thể sẽ có giá lên tới 15 đô, thông thường thì chúng có màu xanh nhạt với các đốm đen. Nhưng chỉ với 33.000 quả trứng được phép bán mỗi năm, cơ hội bạn thực sự có thể thử được một quả cho chính mình là rất mong manh. Số 4. Đà điểu. Một trong những quả trứng lớn nhất trong thế giới động vật không thể không nhắc tới đà điểu, với mỗi quả trứng có thể nặng tới 4,5 kg, tương đương với 24 quả trứng gà. Cùng một lớp vỏ dày cứng đến sừng sốt, bạn sẽ mất khoảng 50 phút để luộc chín, dùng khoan hoặc búa để có thể đập vỡ lớp vỏ. Ngoài những điều kiện kể trên thì hàm lượng dinh dưỡng trong trứng đà điểu cũng rất cao. Mặc dù vậy, đừng ăn một mình bởi vì mỗi một người chỉ nên nạp tối đa 2.000 calo mỗi ngày. Đó là toàn bộ khuyến nghị của hầu hết mọi người, thế nhưng cũng hiếm người nào có thể có khả năng tiêu thụ toàn bộ trứng đà điểu một mình được. Khoảng 47% trứng ở bên trong là protein và 45% là chất béo. Nếu được thụ tinh sẽ cung cấp cho đà điểu non mọi thứ chúng cần để lớn lên và khỏe mạnh, và thậm chí đủ mạnh để phá vỡ lớp vỏ mà con người cần dùng đến búa. Số 3. Chim chí. Chim chí cũng là một trong những loài chim tạo ra những quả trứng đáng yêu kinh ngạc. Không đẻ trứng vào trong tổ của mình, chim chí có thói quen đẻ trứng nhờ, nghĩa là đẻ trứng vào trong tổ của các loài chim khác để lừa chúng chăm sóc thay mình với cùng những quả trứng chính chủ. Do đó, chúng thường được tìm thấy ở trong các tổ chim mồi hoặc là vịt trời. Và chỉ khi chúng nở ra thì mọi sự lừa dối mới được phát hiện. Những quả trứng có kích thước chỉ bằng một nửa quả trứng gà, có màu ô liu nhạt, và mỗi năm vào mùa xuân thì chúng đẻ khoảng 10-18 quả trong vòng vài tuần. Trứng chim chí có hương vị rất phong phú và có chứa các chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Trong các nhà hàng, bạn thường thấy chúng được dùng như là một món khai vị. Số 2. Chim cút.
Trứng cút là một trong những loài trứng phổ biến nhất ở trên thế giới, cùng với trứng gà, trứng vịt, và nó cũng được xem như là một sự thay đổi sang trọng cho trứng gà. Có kích thước bằng 1/4 quả trứng gà bình thường, được bao phủ bởi một lớp vỏ có những đốm màu nâu. Chim cút chỉ đứng thứ hai sau gà về số lượng tiêu thụ trên khắp nước Mỹ. Bên cạnh đó, với khoảng 40 triệu con được nuôi mỗi năm để lấy trứng. Để lấy thịt và bán thường xuyên, người ta cần dùng khoảng 4 quả trứng cút để thay thế một quả trứng gà trong công thức nấu ăn cho phù hợp. Nhưng chúng cũng chứa một lượng lớn dinh dưỡng đáng ngạc nhiên. Chỉ với 14 calo, chúng có thể chứa choline, riboflavin, vitamin B12, selenium, và chúng thường được sử dụng để sản xuất các chất bổ sung vitamin. Số 1. Gà Tây. Gà Tây là một trong những loài gà phổ biến ở trên khắp thế giới cho các lễ kỷ niệm như là lễ tạ ơn và Giáng sinh. Nhưng bạn có biết rằng trứng của loài gà này cũng rất ngon không? Chúng to hơn một chút so với trứng gà và hơi cứng hơn và có lớp màng bên dưới vỏ dày hơn một chút. Nhưng ngoài ra thì chúng hầu như giống hệt nhau, với hương vị tương tự như vậy. Thật ngạc nhiên khi chúng không được bày bán ở các cửa hàng thường xuyên. Nhưng điều này chỉ đơn giản là vì sản xuất chúng không hiệu quả về chi phí. Thay vì đẻ một lần một ngày, chúng sẽ thường đẻ một hoặc hai tuần một lần. Bởi vì vào thời điểm nhất định trong năm, nhu cầu sử dụng gà Tây và trứng tăng vọt, những người nuôi gà sẽ giúp ưu tiên tập trung nở và chăm sóc để kịp xuất chuồng vào thời điểm đó. Và nếu như bạn có cơ hội thử một lần thì nó hoàn toàn xứng đáng. Hãy thử vào trong dịp Giáng sinh nhé! Quý vị thân mến, vừa rồi là 10 quả trứng độc đáo nhất xuất hiện ở trong thế giới của chúng ta. Đừng quên ấn nút like, share, subscribe và nhận thông báo mới nhất từ kênh nhé! Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại!